Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Trâm Anh, học lớp 3 6 trường tiểu học Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Các bạn thân mến, sách là tài sản vô cùng quý giá, chứa đựng cả một kho tàng kiến thức đồ sộ của nhân loại. Do vậy, việc đọc sách trở nên vô cùng hữu ích cho mỗi chúng ta. Nói về lợi ích của việc đọc sách, Tổng thống Obama đã nói: "Vào khoảnh khắc quyết thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn ta vào thư viện, ta sẽ thay đổi cuộc sống nó mãi mãi theo một cách tốt đẹp hơn." Và ông còn nhấn mạnh, việc đọc rất quan trọng, nếu bạn là một người biết cách đọc, thì cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Đối với mình, sách không chỉ giúp mình hiểu được những tri thức của nhân loại, mà sách còn như một người bạn tâm giao với mình. Mình có thể đọc sách khi vui, hòa mình vào trong thế giới những câu chuyện để quên đi nỗi buồn trong cuộc sống. Và quan trọng hơn là sách đã giúp mình xác định được mục tiêu, định hướng được từng kỳ học, từng năm học và từng môn học. Trong xu thế hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội đã làm cho văn hóa đọc dường như bị lãng quên. Chúng ta có thể thấy hàng nghìn bạn nhỏ vùi đầu vào chiếc iPad, smartphone rồi bị mắc triệu chứng về mắt, về trí não. Đó là hậu quả của việc xem nhẹ giá trị văn hóa đọc đó các bạn ạ. Các đầu sách hiện nay vô cùng phong phú và đa dạng. Các bạn có thể tìm đọc đến những cuốn sách khác nhau để phục vụ mở mang kiến thức cho từng môn học như toán, tiếng Việt, tiếng Anh, lịch sử, địa lý, khoa học, vân vân. Vậy khi giải trí, các bạn thường đọc loại sách nào? Với Trâm Anh thì loại truyện cổ tích luôn là sự lựa chọn đúng đắn, và mình đặc biệt ấn tượng với cuốn sách truyện cổ Việt Nam của nhà xuất bản Kim Đồng qua rất nhiều lời kể của tác giả như Kim Anh, Võ Quang Nhơn, Vũ Tú Nam, Đinh Thị Dí, Phạm Xuân Thông và Ngọc Anh. Cuốn sách có chiều dài 13cm, chiều rộng 9cm, dày khoảng 1,5cm với 210 trang và 29 câu chuyện khúc hay. Khi cầm cuốn sách lên, mình thấy rất ấn tượng vì trang bìa rất bắt mắt. Hình ảnh của trang bìa là cả một câu chuyện truyền thuyết cha rồng mẹ tiên. Các gam màu chủ đạo như màu vàng, màu xanh, màu nâu đen đã toát lên sự ly kỳ, huyền bí trong thế giới cổ tích. Trang bìa cũng được thể hiện cả những nét về điều kiện tự nhiên, khí hậu và sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự oai phong, ước vọng chinh phục thiên nhiên của con người Việt Nam từ thuở hồng hoang. Có thể nói, trang bìa là tổng hợp nguồn gốc chứa đựng toàn bộ nội dung của cuốn sách, gồm 29 câu chuyện, là 29 bài học quý về đạo đức, về tình yêu con người và ước vọng vươn tới những giá trị tốt đẹp của nhân dân ta. Truyện cổ Việt Nam từ xưa đến nay vẫn luôn là thế giới thần thoại, huyền bí. Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người đều có hình bóng của những câu chuyện cổ tích truyền thuyết. Khác với thể loại khác, truyện cổ tích có những đặc tính riêng mang tính giáo dục cao, tính hướng thiện, lòng từ bi, ngợi ca đức hy sinh, lòng quả cảm của các vị thần. Trong trang 7 của cuốn sách Truyện cổ Việt Nam, ta bắt gặp truyền thuyết cha rồng mẹ tiên vừa giải thích được nguồn gốc của 54 dân tộc Việt Nam hiện nay đều là con lạc, cháu hồng, vừa để tăng cường tính đoàn kết giữa các dân tộc, tạo sự bình đẳng và giúp đỡ cùng nhau tiến bộ. Hay câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là một câu chuyện cũ nhưng lại mang tính thời sự rất cao trong giai đoạn biến đổi khí hậu như hiện nay. Trong cuốn sách, ta có thể bắt gặp những nhân vật ở hiền gặp lành như Thạch Xanh, Cô Tấm, cậu bé con trong câu chuyện Quả Bầu Tiên, kẻ ác ác sẽ bị trừng trị như Mẹ Con Cám, Lý Thông, Lão Bá Hộ. Đọc cuốn sách này có thể dần dần thấm vào tâm hồn trẻ thơ và nuôi dưỡng những giá trị truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ ngàn xưa để lại. Thông qua việc đọc cuốn sách truyện cổ Việt Nam, mình khẳng định rằng muốn lan tỏa tình yêu với truyện cổ tích nói riêng và văn học dân gian Việt Nam nói chung, chúng ta cần phải hiểu được sức mạnh của việc truyền tải văn hóa truyền thống của văn học dân gian Việt Nam và đạo lý làm người của ông cha ta vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay. Mỗi bạn học sinh cần sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, tập kể chuyện bằng tranh, ảnh, hình vẽ để tiết học văn, kể
kể chuyện thêm sinh động hơn. Nhà trường nên tổ chức các kỳ thi vẽ tranh, đóng hoạt cảnh về nhân vật truyện cổ tích, thi tìm hiểu câu ca dao, tục ngữ Việt Nam để nuôi dưỡng tình yêu với văn học dân gian. Nếu trở thành đại sứ văn hóa đọc, mình sẽ làm những việc có ý nghĩa như sau. Một là lời khuyên tất cả mọi người xung quanh mình đọc sách thật chăm chỉ để có thêm nhiều kiến thức phục vụ cho quê hương, đất nước. Hai là bản thân mình sẽ luôn gương mẫu, coi những bộ sách mà mình đang có như là một vật báu, gom tất cả sách cũ để tặng cho các bạn ở vùng sâu, vùng xa. Ba là vận động các bạn gom sách để tạo nên góc thư viện nhỏ tại lớp, để ai cũng được đọc những đợt sách khác nhau, phục vụ mở mang kiến thức cho từng môn học như toán, tiếng Việt, tiếng Anh, lịch sử, địa lý và khoa học. Bốn là chúng mình sẽ giữ gìn thư viện thật sạch, thật đẹp, đúng là một nơi thăng hoa của văn hóa đọc. Qua cuộc thi này, mình hy vọng rằng dù cuộc sống có hối hả đến đâu, có bận rộn đến cỡ nào, thì chúng ta hãy dành một vài giờ hàng ngày để tìm lại sự bình yên trong mỗi trang sách.